Em làm cái video này em gửi đến chị Giao nha. Chị Giao ơi, chị Giao, ông bà già xưa có cái câu á, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người ha. Cho nên em nghĩ rằng á, là chị Giao nên kêu ba má chị Giao á, nên đổi chị Giao thành không phải là Quỳnh Giao nữa mà là thành Quỳnh Giang đi. Cái mặt bà Giang quá, bà Giang quá, bà Giao ơi. Trời ơi, chị là một cái con á hả, là ăn cháo đá bát, dắt chanh bỏ vỏ, một cái con vô ơn bội nghĩa nha. Ha, chị đã lừa dối lường gạt cái ông anh của em trong suốt 5 năm trời để cho người ta cung phụng, người ta nuôi chị. Và chị biết rằng cái ông anh của em á, là một cái người ở bên Mỹ, người ta cũng đi cày bừa rất là cực khổ ha, người ta cũng đi làm lụng vất vả. Thì thay vì cái tiền đó đó người ta tận hưởng, người ta hưởng thụ cho bản thân, hoặc là người ta có thể tích góp, người ta mua nhà, mua cửa, mua này mua kia, người ta cho cha cho mẹ cho người ta, thì người ta đã dành cái số tiền đó để mà lo lắng chăm sóc cho chị, thì tại sao chị lại nỡ đối xử với ông anh của em rất là tàn nhẫn như vậy hả chị Giao? Trời ơi, vì muốn đi Mỹ mà lừa tình lừa tiền người ta dữ gì đó hả má? Khi mà bà qua tới Mỹ, cái điều mong muốn của bà là gì? Là tự do, nước Mỹ là tự do. Còn bây giờ đi qua bên đó lừa gạt người ta như vậy, rồi trốn chui trốn nhủi thì đi để làm cái gì? Vậy ở Việt Nam cho rồi đi bà Giao. Nhìn cái mặt của chị thì cũng rất là đẹp đẽ, rất là xinh xắn, nói chuyện thì nghe rất là đạo đức, nhưng mà cái tư cách và cái nhân cách con người của chị là không có nghe. Chị là một cái người sống vô đạo đức nha. Chị đã cướp đi cơ hội của ông anh của em rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì người ta đã dành cho chị 5 năm trời để nuôi nấng chị, để lo lắng chăm sóc cho chị và bảo lãnh chị đi qua Mỹ, nhưng mà chị vừa qua bên Mỹ mới có một tháng bắt đầu chị trốn mất tiêu là sao vậy má? Trời ơi, rồi má trốn đi đâu vậy? Má trốn đi theo ai vậy? Đi trốn theo nhân tình nó theo ai vậy má? Trời ơi, vậy là bà có một cái sự tính toán rất là kinh khủng rồi. Đây là một cái sự mưu mô tính toán rất là kinh khủng, lợi dụng ông anh của em, lợi dụng một cái người Việt kiều ha, lợi dụng một cái người Việt kiều để được đi qua bên Mỹ, rồi sau đó cấu kết với những cái thành phần nào không biết, rồi trốn đi mất tiêu cho mẹ. Trời ơi là trời, trong khi là người ta nuôi má là 5 năm trời, bảo lãnh má qua. Thì nếu như một cái người biết điều á, chị cái gì cũng biết hết, nhưng mà chị là một người không biết điều á chị Giao. Khi mà chị qua tới bển rồi đó, chị cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, chị cũng phải nghĩ tới cái tình cảm, những cái ân tình của người ta dành cho mình trong suốt 5 năm trời, rồi người ta bảo lãnh mình qua thì ít nhất mình cũng khoảng sống 1-2 năm đi, rồi nếu như mình cảm thấy không hợp nữa thì thôi mình đi. Như vậy thì không có ai trách chị hết. Còn cái này chị mới vừa qua có 1 tháng rồi bà trốn mất tiêu với mẹ, mẹ ra đi không lời trăn trối lúc sau cuối với má. Ít nhất đó, khi bà ra đi bà cũng kêu là bà nói cho đàng hoàng, chứ bà trốn chui trốn nhủi như vậy rồi bà nghĩ bà trốn thoát không? Bà mà đi qua bên đó mà bà cái kiểu mà trốn chui trốn nhủi, người ta mới bảo lãnh má qua có 1 tháng mà má trốn cái kiểu đó nha, là ông anh của em ông đã báo lên cảnh sát rồi đó. Tao nói luật pháp bên Mỹ rất là nghiêm minh, không có lo lót gì được hết trơn á, cho nên là chị không có đi xin việc ở đâu được hết trơn á, chỉ có sống cái kiếp người trốn chui trốn nhủi, sống chui sống nhủi thì được nha. Chứ chị mà vừa đưa cái thẻ xanh của chị ra đó đi xin việc là cảnh sát người ta tới người ta hốt chị liền đó nha. Với lại em nói cho chị nghe nè, ở bên Mỹ người ta rất là ghét những cái con lừa đảo, nhất là lừa đảo những người Việt kiều mà được đi qua bên bển đó, kết hôn giả đó ha, rồi lợi dụng người ta rồi qua bên đó rồi bỏ người ta trốn đó. Đặc biệt những cái người Mỹ người ta rất là ghét, và chẳng những người Mỹ mà những người cộng đồng Việt Nam người ta cũng rất là ghét. Người ta rất là ghét những cái má mà ở Việt Nam đó lợi dụng những cái người Việt kiều á, rồi sau đó được qua bển rồi bỏ người ta, là người ta rất là ghét nha. Và em nói cho chị nghe, em đưa cái bản mặt của chị lên á là không có ai mà chứa chấp chị được nữa hết trơn á, chị không có đi làm ở đâu được hết trơn á nha. Tại vì em thấy là fan của em bên Mỹ nhiều lắm, cái sau đó là người ta đưa cái mặt của chị lên á, mai mốt chị mà có đi làm nail hay đi làm này làm kia để đi làm hãng xưởng rồi đó, mà người ta thấy cái mặt chị là bắt đầu người ta post chị tại chỗ luôn nha má. Trời ơi là trời, chị không có được đối xử như vậy. Và cái sai lầm và cái ngu dốt nhất của một đời người đó là phụ một cái tấm chân tình của một người thương mình. Chị có thể phụ ai cũng được, nhưng mà không được phụ một cái người người ta thương mình, người ta lo lắng cho mình, một cái người ơn của mình. Mình không có được làm như vậy. Nó là sống như vậy là không có đạo đức rồi, sống như vậy là rất là hèn. Và chẳng những chị làm cho các ông anh em tổn thương mà làm cho rất là nhiều người khác tổn thương nữa. Những cái người bạn, những cái người đã giới thiệu, rồi những cái người đã từng yêu thương ủng hộ chị, rồi sao bây giờ chị đối xử như vậy. Chị là một cái người rất là ích kỷ, chị biết cho bản thân mình và không hề suy nghĩ cho những cái người khác ha. Chị là một người chị biết cho bản thân mình thôi. Chị qua được tới bên đó rồi bắt đầu chị sướng rồi, chị nhảy dựng nhảy theo ai luôn, mất mẹ luôn vậy má, rồi sao mà hả ra đi mà không có nói lời nào hết vậy mẹ.
Trời ơi là trời, em bó tay với chị luôn á chị Giao ơi, chị quá tệ rồi, rất là tệ bạc luôn nha. Rồi em không biết là cha mẹ chị ở Việt Nam có tự hào về chị không, dòng họ nhà chị đó có tự hào về một cái đứa con mà hả đi lừa dối lường gạt người ta để được qua Mỹ vậy không chị? Chứ em thấy gia đình chị cũng sĩ diện lắm đó nha, mà bây giờ hả để cho một cái đứa con đi lừa người ta để được đi qua bên Mỹ rồi trốn chui trốn nhủi như vậy mà trời ơi là trời. Rồi không biết là cha mẹ chị có hãnh diện về chị không nha. Em nói cho chị nghe là chị Giao, chị đâu phải là mấy cái đứa mà mới lớn đâu. Mình đâu phải là gái mới lớn đâu má, mình đâu phải gái 19 20 đâu, mình gái u 40 rồi, có nghĩa là mình đã già rồi, mình đã chín chắn rồi. Cho nên mình làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ hết trơn á. Trời, tao nói là tiền bạc có thể kiếm được nhưng mà cái lòng tự trọng á, cái niềm tin người ta dành cho mình một khi mà đã mất đi rồi không bao giờ lấy lại được đâu chị ơi. Với lại em nói chị nghe nè, bây giờ chị đã 40 mấy gần 50 rồi, rồi chị sống được bao lâu nữa mà phải làm cái trò đó vậy hả chị Giao? Trời ơi là trời, tao nói đời người nó mong manh lắm chị ơi. Tao nói hả, cuộc đời tựa cánh bèo trôi đó. Bây giờ U40, 50 rồi, rồi sống được bao lâu mà bây giờ phải sống hèn, sống nhát, sống chui, chống nhủi như vậy. Rồi sống chi vậy má? Rồi má có vui không? Rồi em nói cho chị nghe nè, cái thằng, cái con nào mà nó rước chị đi đó ha, chị cũng nên coi lại cái thằng, cái con đó đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó ủng hộ cho chị một cái hành động sai trái, một cái hành động lừa đảo đó, nó ủng hộ chị như vậy đó, nó tiếp tay cho chị và có thể đồng phạm với chị đó, thì một cái con người như vậy chắc chắn không phải là người tốt rồi. Thì chị đi theo nó có ngày nó bỏ má đó, tại vì bây giờ luật nhân quả nó nhanh lắm chị ơi. Chị đối xử với người ta như thế nào thì có một ngày chị sẽ nhận y chang như vậy, và chẳng những như vậy mà chị bị rất nhiều lần nữa đó, có ngày nó bán má đi qua Trung Quốc hay nào không hay đó nha mẹ. Em nói cho chị Giao nghe nè, chị là một cái con rất là ích kỷ. Tại vì sao? Tại vì chị chỉ biết cho bản thân mình thôi, chị lợi dụng người ta rồi bây giờ chị bắt đầu chị cuốn gói không biết phải theo trai hay không em không biết, nhưng mà bây giờ chị đã có một cái cuộc sống coi như là ok la rồi đúng không, coi như là đúng mong muốn của mình rồi, thì chị có nghĩ tới ông anh của em không? Một cái người ơn, một cái người đã nuôi chị, đã chăm sóc, đã lo lắng cho chị suốt 5 năm rồi, bảo lãnh cho chị qua, rồi bây giờ chị bỏ đi như vậy, rồi chị để lại cho ảnh rất là nhiều cái sự tổn thương, rất là nhiều cái sự hụt hẫng. Trời ơi, người ta đã bỏ rất là nhiều tiền bạc, thời gian, công sức, tình cảm để mà vun đắp, để mà hả cho chị, rồi bây giờ chị ra đi như vậy thì chị có hiểu cái cảm giác của ảnh không? Chị đã cướp đi cái cơ hội của ảnh để gặp một cái người tốt. Thay vì 5 năm đó ảnh nuôi chị, ảnh nuôi một người khác, rồi bây giờ người ta qua bển, người ta lo lắng, người ta yêu thương cho ảnh, thì chị đã cướp đi cho ảnh cái cơ hội đó rồi. Rồi cần bao lâu ảnh mới có thể phục hồi lại, cần bao lâu ảnh mới có thể vơi đi cái nỗi đau, cái vết thương lòng đó hả chị Giao? Rồi cần bao lâu nữa ảnh mới có thể lập gia đình, rồi cần bao lâu nữa ảnh mới có thể bảo lãnh một người khác đi hả chị Giao? Trong khi đó là bây giờ ảnh cũng đã lớn rồi, rồi cần bao lâu nữa, rồi đến khi đó là lỡ dở một đời người của người ta rồi sao chị Giao? Sao chị ác quá vậy chị Giao? Rất là ác độc nha. Em nói cho chị Giao nghe nè, ví dụ như cái thằng mà nó rước chị đi á, thì sao nó không bảo lãnh chị đi? Cái thằng đó đó, sao nó không bảo lãnh chị đi mà nó bắt chị phải lợi dụng ông anh của em? Thì cái thằng đó nó cũng ở Mỹ đó, tại sao nó không bảo lãnh chị? Nó không có năng lực để bảo lãnh chị hả? Hay là nó cũng trốn chui trốn nhủi, hay là cái thành phần mà lừa đảo lừa dối cho nên nó hả là không có đủ tư cách, hay là cũng trốn chui trốn nhủi, cũng sợ bị trục xuất về Việt Nam hả má? Trời ơi, một cái con người như vậy mà chị hả cuốn gói theo nó, có ngày nha, có ngày là người ta trục xuất hai má thay về Việt Nam luôn một lượt đó má, cho có đôi có cặp nó đi luôn một cặp đó mẹ. Cho nên là em cảnh cáo chị nha, bây giờ đó nếu như mà nghe được cái clip này đó, mau chóng quay về xin lỗi ông anh của em liền, rồi giải quyết làm sao cho nó im đẹp, cho nó hả ok la, chứ chị trốn chui trốn nhủi như vậy không có thoát được đâu, tại vì người ta đã báo lên cảnh sát rồi và chị không có trốn được lâu đâu. Và em nói chị nghe nè, chị có lớn mà không có khôn, chị hơi bị ngờ u đó, coi như là chị nôn nóng quá, nóng vội quá. Ví dụ như bình thường giống như em đi, em đi qua bên bển đi, mà ví dụ như em sống mà em cảm thấy không có thương, không có tình cảm thì em cũng gán em sống 1 2 năm để mình đối đáp, mình trả lại cái ơn cái nghĩa cái tình của người ta đã bảo lãnh cho mình qua. Rồi sau 1 2 năm đó thì mình sẽ nói là ừ bây giờ mình không có hợp nữa, mình muốn đi ra ngoài để dừng lại cái cuộc tình này, để mình có thêm thời gian, nếu như mà vẫn còn thương nhau thì sẽ quay về, còn nếu như mà không còn duyên nữa thì mỗi người sẽ có một hướng đi riêng. Thì như vậy ai trách chị rất là kỳ cục nha, mới đi qua 1 tháng mà chúng chui chúng nhủi bỏ trốn như vậy là thủ đoạn rồi đó, là âm mưu rồi đó má. Cho nên là cái clip này đó là tôi tung cái mặt má lên đó ha, tôi sẽ còn gọi tên má dài dài để má không có ngóc đầu bên Mỹ được luôn đó nha má.
nha, bà rất là kỳ cục nha, bà giao nha, nhìn mặt rất là đẹp đẽ nhưng mà quá trời quá đất rồi nha. Rồi thêm nữa là mấy anh chị nào ở bên Mỹ á, ha, fan của em bên Mỹ nè, nhớ cái mặt cái con mụ này nha, đi tới đâu gặp bả là giật mặt bả liền nha, phốt bả nha, báo cảnh sát liền nha mọi người nha.